À, đây là một cái địa bàn giáp ranh với lại Bình Tân và Bình Chánh. Đây là bờ xe Lam anh chị. Đây cái xóm nhà trọ bên phải anh chị ha. Đâu đây nè, cái chợ bờ ngựa đâu đây nè. Khu vực này đi sâu đó. Cho thời thuê kho nè, chị Út nè. Trời, khẩu trang y tế mà quăng cả đống kìa. Ghê anh chị thấy đó. Mướp đó, người ta trồng mướp đó. Những cái nhà mà dạng như nhà tôn, nhà tranh thôi. Dạ, Sunny Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Bây giờ 9 giờ 53 phút ngày 14 tháng 7 2023. Thì Sunny mời anh chị chúng ta sẽ khám phá Sài Gòn anh chị ha. Thì đối với Sài Gòn thì có rất là nhiều cái địa danh để chúng ta khám phá. Khi mà đọc hoặc là nhìn những cái tên thì chúng ta thấy một cái góc nào đó của Sài Gòn chợ lớn Gia Định xưa và nay. Ví dụ như là chợ Bờ Ngựa, Bờ Xe Lam, Bầu Gốc, Bờ Bao Xóm Hố, vân vân và vân vân. Và với video clip này, Sunny sẽ mời anh chị chúng ta khám phá một cái xã Tân Kiên, Bình Chánh, nó gần với vùng Bình An Lạc trên quốc lộ 1A, nay là xa lộ Đại Hàng. Thì đi đến đâu thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị đến đó cảnh vật, cuộc sống, đường phố, gửi anh chị và các bạn. Và tất nhiên là Sunny sẽ chạy từ từ để anh chị ngắm nhìn Sài Gòn anh chị ha. Và Sunny đang đứng ở phường An Lạc, Bình Tân, mé bên kia là xã Tân Kiên, Bình Chánh. Và dòng xe trên đường quốc lộ đó là quốc lộ 1A, ngày xưa là xa lộ Đại Hàng, và ở đây là vùng Binh anh chị, vùng Binh An Lạc. Thì đối với cái vùng Binh An Lạc này đó, cái hướng này nó tẻ ra làm hai, hướng mé bên trái thì chúng ta về An Sương trên xa lộ Đại Hàng quốc lộ 1A, bên phải là chúng ta về xa cảng miền Tây, về Phú Lâm, trên con đường Lục Tỉnh này là kênh Dương Vương. Có thể là nãy giờ giải thích thì anh chị cũng hình dung Sunny đang ở đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vòng một cái bùng binh nha anh chị, để về với hướng cầu Bình Điền. Tất nhiên là chưa tới cầu Bình Điền đâu anh chị. Về miền Tây đó, Gò Đen, Bến Lức rồi đó, Long An. Và Sunny sẽ rẽ trái nha. Xa xa thì có bùng binh. Tới bùng binh rẽ mới được anh chị. Tất cả các loại xe thì không được rẽ trái hoặc quay đầu ở khúc này. Thời tiết Sài Gòn thì sáng thì nắng nóng anh chị, nhiệt độ rất là cao, khoảng là 35-36 độ C. Ra đường, cái đường nhựa nó hắt lên nữa là khoảng 37 độ. Và Sunny sẽ quẹo trái để chúng ta đi vào bùng binh An Lạc. Đây, nếu đi thẳng là về xa cảng miền Tây, bến xe miền Tây. Sunny sẽ quẹo lại. Đường xá thì xe cộ nhiều, tiếng còi xe, tiếng động cơ quá trời trời. Rồi, nếu đi thẳng kia là xa lộ Đại Hàng để chúng ta về ngã tư An Sương. Sunny sẽ quẹo một vòng bùng binh. Đây là một cái địa bàn giáp ranh với lại Bình Tân và Bình Chánh. Thì đối với những hình ảnh ngày xưa, kể cả Sunny đi quan sát và cũng anh chị đã từng đi miền Tây, thì khi mà đi ra đây thì chúng ta thấy những cánh đồng, ao hồ rộng lớn, nó không có nhà cửa, chỉ có những cái nhà mà phía trước làm cơ sở xưởng thôi. Bên phải là có một con đường mang tên là Trần Đại Nghĩa để chúng ta về với lại Đức Hòa, Đức Huệ anh chị. Nói chung bây giờ đường xá thì nó thay đổi cũng rất nhiều lắm. Và chúng ta đi về hướng Long An, về cầu Bình Điền. Nhớ hình ảnh ngày xưa mà Sunny đi Cần Thơ vào những năm đầu 90-91 đi đóng xe đò.
mà khi mà đi ngang qua con đường này thì nó ruộng đồng nhiều lắm anh chị. Ở giữa thì nó có một cái hồ sen, cái ao, dạng ao. Và nơi đây là một cái shop mà Sunny cũng muốn khám phá với nhiều cái địa danh. Sunny ấn tượng là ngay chỗ bờ xe lam nè, chợ bờ ngựa nè, sớm hố đất nè, rất là nhiều cái địa danh ngày xưa. Đối với khu vực này thì anh chị thấy đường xá thì mở rộng quá anh chị ha, quẹo phải là ấp 2 Tân Kiên đó. Và anh chị, trước mặt anh chị có một cái cầu vượt, đó là kết thúc của đại lộ Đông Tây, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Đại lộ Đông Tây Võ Văn Kiệt này đó thì nó sẽ trên một cái nền men theo dòng kênh Thị Nghè, Bến Nghé và Tàu Hủ, đó là bến Dương Dương, bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm. Nó kết thúc ở đây anh chị. Tương lai thì nó sẽ nói dài nữa, nhưng mà cái đó là một cái dự án trong tương lai thôi, thì không biết chừng nào làm. Nếu mà làm thì nó kết nối lại cao tốc thì nó sẽ rất là tiện. Để mà mình quẹo lên đại lộ Đông Tây thì mình quẹo phải nè anh chị, quẹo phải vòng lên thôi. Anh chị tin chắc rằng anh chị cũng đã từng đi miền Tây, đi lục tỉnh. Thì khi mà xe đò xuất bến lăn bánh trên con đường này, xa lộ Đại Hàng này, thì anh chị thấy cánh đồng hai bên bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Và dòng xe cứ nườm nượp xếp hàng để đi vào đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Sunny chưa tới cầu Bình Điền đâu. Cây cầu Bình Điền là cây cầu bắc qua dòng sông Chợ Đệm. Và tới đây thì Sunny sẽ quẹo nha anh chị ha. Đường Hưng Nhơn nè, chúng ta quẹo con đường này. Rồi chúng ta sẽ đi vào một cái thôn xóm. Đối với con đường chính thì nó nhà cửa nó cũng nhiều, nhưng mà Sunny cũng muốn len lỏi để chúng ta đi vào trong xóm. Ở ngoài thì chúng ta thấy nhà cửa kính hết hai bên đường. Niệm ưu việt sao mà không thấy mở cửa. Ở đây thì nhà cửa anh chị thấy không có thấy kinh doanh buôn bán gì cả, đóng hết rồi. Nó có những con đường để đi vào cái khu dân cư anh chị. Thì khu dân cư này thì nó nằm lên một cái ruộng ngày xưa đó, bờ ao ruộng. Đây là một khu dân cư mới đây hình thành. Và đây cũng có vườn chuối, rồi một cái bãi đất trống. Và đặc biệt ở đây thì có cho thuê phòng trọ. Đây thì cái khu dân lao động thì cũng nhiều lắm anh chị. Đây là cái đám ruộng ngày xưa, người ta phân lô bán nền. Thế là người dân mua về đây sinh sống hoặc là kinh doanh bất động sản. Mình cứ đi thẳng vào bên trong. Đi như thế này mà anh chị mới cảm nhận được ha. Vùng ven kìa đó. Ở ngoài quốc lộ 1A ngày xưa là nó như thế này anh chị. Bây giờ mình mới nhìn nhận ra ở trên đây sao đường đi xuống là đường nào. Quẹo qua đây đi xuống, mình sẽ đi con đường bê tông. Con đường này quá hay. Hay quá, con đường này hay quá anh chị. Rồi.
con đường bờ bao kìa, có một cái trường học kìa, và ở đây có một cái vàng hoa tím đẹp quá lắm anh chị. Thì thấy không, một con đường bê tông thôi. Và khi mà đi với những cái vùng ven này đó thì đôi khi là mình cũng lạc đường. Đây là bờ xe lam anh chị, bờ xe lam. Bây giờ mình sẽ đi con đường phía trước mặt anh chị ha, bờ xe lam, để chúng ta tới chợ bờ ngựa. Ở đây thì có những cái dòng kênh, thì những cái dòng kênh này nó bắt từ cái dòng kênh Tham Lương và sông Chợ Điệp. Để mà mình coi bản đồ thì kênh rạch ở khu vực Bình Chánh này nó cũng chằng chịt lắm. Đây cái xóm nhà trọ bên phải anh chị ha, xóm nhà trọ ở đây người ta cũng còn trồng lúa nè, ngay chỗ An Lạc. Ôi con đường xanh mát và nước ở đây nó cũng ô nhiễm rồi anh chị. Bên phải là ô nhiễm, bên trái là người ta lấy nước từ sông để người ta trồng lúa. Lần đầu tiên mà Sunny đi vào đây khám phá cũng không ngờ là ở đây còn có một cái đám ruộng như thế này anh chị. Bờ xe lam nha anh chị ha. Ngày xưa là con đường đất thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy một con đường bê tông, và ở đây thì cũng có một cái những mảnh đất nhà xưởng người ta xây dựng lên nhà cho thuê mà cũng chưa có tín hiệu là hoạt động. Đâu có cần đi đâu xa gì, ngay kế bên Sài Gòn thôi. Đúng là đồng lúa nhìn rất là mát mắt. Khi nào canh lúa chín, mùa thu, hè thu đông xuân hai vụ, hè thu cái chúng ta sẽ đi lại. Rồi giờ chúng ta sẽ len lỏi theo cái dòng kênh, chúng ta đi ra cái chợ. Đây đã xuất hiện một cái khu dân cư nữa, có một cái tên là bờ ngựa. Thì xin ý nghĩ đó là cái bào thì nó đúng hơn, bào hoặc là cái bầu. Người ta tắm ngựa đọc riết, người ta đọc chạy ra là bờ, giống như cái bầu quẹo hay là bờ quẹo, người ta đọc là bà quẹo. Bầu hôm người đọc chạy là bà hôm. Và ở đây là có một con đường, Sunny sẽ qua đường nha. Con đường này là con đường gì để Sunny chia sẻ với chị. Con đường rất lớn. Đây là con đường đường gì, giống như con đường Hưng Long quá. Đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên. Con đường này được mở rộng sau này thôi, ngày xưa nó hẹp té. Nói chứ những nơi này là Sunny cũng đã từng đi ngang, nhưng mà lâu quá không đi lại. Mà tất nhiên là lúc đó Sunny sẽ đi đường chính thôi, chứ không có đi đường phụ. Ở kia có một cây cầu, và ở đây có một cái thôn xóm. Để Sunny sẽ lên cây cầu phía trước mặt, không biết cái cầu gì. Qua một cây cầu, phía trái thì có một cái chợ, và cũng có một cái khu dân cư và một cái trường học. Chúng ta sẽ khám phá khu đó. Rồi một lát chúng ta quẹo lại sẽ đi con đường Bầu Gốc nha anh chị. Nhiều tên lạ quá.
Ngày xưa người ta đặt các địa danh theo cây cỏ hoặc là do ngành nghề chị ha. Ngã tư xóm gà, rồi cây gõ, xóm củi, lò than, vân vân. Con đường này thì cũng bắt đầu cũng làm đường nè. Ngày xưa là con đường nó nhỏ như thế này anh chị, nhỏ thôi. Đó, dân cư hai bên thì tương lai cũng lại là giải tỏa thôi. Tổ ấp, ở đây là ấp 2, có những con đường nó quẹo ngoan ngoèo. Đi thẳng ngày này thì chúng ta cũng có những con đường để chúng ta về với lại Đức Hòa, Đức Huệ anh chị. Đi về Long cái hướng Long An á, và Tony sẽ quẹo cái bên trái nha. Đây có một cái khu dân cư và có một cái chợ nè, trường học nè. Thì đối với ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái khu quy hoạch trở thành một cái khu dân cư. Chợ Bờ Ngựa đâu rồi ta? Ở đây thì nói chung là cũng nhộn nhịp nè, để coi mình sẽ khám phá chợ Bờ Ngựa. Bờ Ngựa. Ở đây thì xin đi địa nghỉ thì có rất là nhiều phòng trọ. Người ta kinh doanh, người ta về đây, người ta sinh sống kinh doanh này, cho thuê. Đó. Ở đây có một cái trường học lớn lắm, trường tiểu học Tân Kiên. Trở thành ở đây, trở thành một cái khu dân cư mới. Khu dân cư. Nói chung là về đây thì chị để ở thanh chị kinh doanh thì nó cũng khó khăn lắm. Chị bán buôn bán nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ nói thật chứ buôn bán nhỏ, buôn bán lớn thì lớn thuyền lớn sóng. Mấy thầy mấy cô ơi, đây là đó, nó giáp với lại một mảnh đất trống này nè. Nó có một con đường mòn. Đâu có chợ Bờ Ngựa đâu, đâu rồi ta? Cindy đang kiếm chợ Bờ Ngựa. Ở đây một cái khu dân cư cũng ổn định anh chị. Có cái chợ Bờ Ngựa nè, có cái trường học nè. Rồi con từ đây mà đi ra xa lộ Đại Hàng cũng gần. Thì nói ở đâu thì cũng quen đó. Đối với những người trung tâm á, thì về đây sinh sống thì nó xa. Nhưng mà những anh chị mà nhà quê ở Bến Lức nè, Tân An, Long An nè, lên đây, lên Sài Gòn sinh sống thì ở đây thì rất là thích hợp. Con đường trong cái khu vực dân cư. Thì về buôn bán kinh doanh đó, ở đây thì nó có những cái mảnh đất trống và người ta làm nhà xưởng. Sau khi đất đai ở những cái quận trung tâm rồi nó nhỏ quá, rồi người ta về đây người ta mở xưởng, nên nó diễn ra cái hiện tượng là cho thuê xưởng. Khi mà người ta làm ăn thất bại đó gì, người ta cho thuê xưởng lại thôi. Ở đây là đi đâu nữa ta? Đi hết đường rồi. Đây có trường tiểu học, trường mẫu giáo. Lề đường anh chị thấy cũng rộng rãi. Rồi, cố gắng khám phá cái chợ Bờ Ngựa nha anh chị ha. Chợ làng quê coi như thế nào, không biết nó còn làng cái nét làng quê hay không. Nhìn cái tên là chúng ta thấy cái một cái gì đó làng quê rồi. Bên phải thì có những mảnh đất và người ta cũng rào lại. Đây là một cái mảnh đất mà người ta đầu tư đó. Trời, mảnh đất rộng quá.
đầu tư buôn bán. Người dân có tiền bây giờ thì cũng hạn chế chơi đất anh chị. Chơi đất thì người ta cũng lưỡng lự, người ta thăm dò tình hình như thế nào, chứ bây giờ là cũng ít người mua lắm. Giao dịch buôn bán thì không có, ôm nhau mà những người mà có tí tiền để đất vay ngân hàng để mua đất là ôm nhau mà khóc luôn đó, khóc tiếng miên đó. Rồi chúng ta đi ngang để đi ra để chúng ta tìm cái chợ, chợ Bờ Ngựa nó nằm đâu đây nè, ở đây nó à, đây là một cái chợ tín hiệu người ta buôn bán cũng nhộn nhịp. Chợ thì sao nhìn buồn vậy. Đây là một cái khu dân cư mới à. Đi lên nè, đây là cái khu vực chợ nè anh chị ơi. Đâu đây nè, cái chợ Bờ Ngựa đâu đây nè. Lạ lùng, tại sao không có cái chợ. Đây chợ, ở đây có cái hẻm. Chúng ta đi vào một cái thôn sớm nữa. Đây có những cái mộ gia tộc. Ngay cái góc đó là cái chợ anh chị. Bây giờ nó cũng không có còn cái hình thành cái chợ. Và ở đây thì có một cái xóm trọ tất nhiên là cũng song song đó thì có những cái mảnh đất dự án rất là đẹp. Rồi, đi càng sâu thì chúng ta càng thấy mất hút. Mình đi ra nha anh chị. Đi sâu quá đó, chó dí kìa đó. Đối với video clip này để mời anh chị khám phá anh chị ha. Đây là một cái dãy xóm trọ anh chị đó, xóm trọ đó. Quần áo phơi lá lạ hết. Xóm trọ tổ 9 ấp 2. Đi ngược lại lên chút xíu coi. Phải có cái lòng chợ hay là đây là cái lòng chợ. Nó chỉ là một cái địa danh thôi anh chị. Nó là một cái địa danh thôi. Và bây giờ chúng ta đi ra anh chị ha. Đây cái góc chợ. Bây giờ nó chỉ không còn nữa. Chợ Bờ Ngựa không còn nữa. Có thể là buổi chiều người ta buôn bán để phục vụ những người ta đi làm về anh chị. Nên ở đây chúng ta thấy có tập trung đông người. Chúng ta đi qua cầu. Khi mà đi ra vùng ven thì nhiều cái cũng thú vị thì khám phá. Dê tươi thảo linh.
một cái nhận xét mà xin đi nhiều á, thấy qua một cây cầu hay là một cái dòng kênh gì đó tự nhiên nó thành lập một cái khu dân cư buôn bán rất là nhộn nhịp. Mà điều đó đồng nghĩa là coi như ngày xưa là người ta cũng vận chuyển bằng ghe thuyền thế, cho thuê kho bãi nè, và chúng ta đi vào trong khu vực này đi sâu đó, cho thuê kho nè, chị Úc nè, nhà xưởng, cái dạng kho xưởng thôi. Nhiều người ta cũng phá sản lắm, kinh doanh bây giờ không có đơn hàng, nó kéo theo tùm lum hết. Rồi mình cứ đi thẳng vào trong đây. Ở đây khu vực xóm trọ nhiều. Thì thấy đây là những cái dãy nhà trọ mà Sunny cảm thấy dãy nhà trọ. Nhìn hình ảnh đó anh chị cũng hiểu người ai mà muốn sống như thế anh chị. Xóm nhà trọ nhiều lắm, ở đây xóm nhà trọ nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi con đường này. Con đường này mang tên gì? Bầu Gốc. À, con đường mang tên Bầu Gốc. Đất đai người ta cũng kinh doanh cũng rào lại, anh chị thấy không? Nhà cửa. Xóm trọ nhiều lắm anh chị, những dãy nhà trọ. Ngang qua một cái trường học. Hồi nãy anh chị thấy cái xóm trọ mà trước nó có cái mã, anh chị thấy không? Đó, thì ai chẳng muốn là người ta ở một cái nơi nhà trọ cho nó tươm tất. Nhưng mà khi mà ở đây thì giá tiền nó rẻ anh chị. Ở đây nhà vườn có ao sen nè. Nhà vườn ao sen nè. Ở đây là trường học trung học Tân Kiên. Thì đó, ao sen, nhà vườn, súng. Ở đây thì có trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng đầy đủ. Và chúng ta sẽ đi ngang qua một cái vùng đất hoang vu. Hoang vu, nói hoang vu là rớ vô tiền không đó chứ. Con đường này thì cũng có đèn đường, dây tín hiệu, internet. Rồi, sau khi chúng ta thảnh thơi mà ngộ lắm chị, ở đâu thì có người là ở đó có rác rồi. Trời, khẩu trang y tế mà quăng cả đống rồi, ghê chưa, màu xanh đó. Ở trong kia có máy định. Sau khi thảnh thơi với con đường bê tông, bây giờ chúng ta sẽ vật lộn với con đường ổ voi ổ gà như thế này. Rác lớn đầy. Tại vì nếu mà bỏ rác thì người ta chở, người ta phải đóng phí anh chị, có tiền nên thôi cứ để đây đi, đổ đây, ai ô nhiễm thì chịu kệ. Ví dụ như mình để đó thì, nhưng mà mình
tất nhiên là cuộc sống khó khăn thì để đó, nhưng mà mình phải đốt, đốt đi. Ở đây mưa, ở đây là nước ngập. Cái nhà vườn anh chị thấy đó, mướp đó, người ta trồng mướp đó, đã không? Ở đây là những cái nhà mà dạng như nhà nhà tôn, nhà tranh thôi, và có những con đường hun hút đi vào bên trong. Này giống như một cái vùng đầm lầy. Những anh mà định đi câu cá thì chắc thích lắm đây. Bán đứt 5 nhân 20. À, xin đi tới đây là xin đi bắt đầu là mất phương hướng rồi anh chị ơi. Cứ đi thôi, mình theo mà cái men theo. Ở dưới dọc đường người ta trồng bông hoa giống như miền quê gì đó. À, đây là một cái mảnh đất rộng lớn không? Đất dự án người ta đang san lấp nè. Nhà cửa. Ở đây nhà cửa thì cũng có nhà tô, nhưng mà cũng có nhà dạng như cũng lợp ngói thôi, nó là cái dãy nhà trọ. Thuê trọ ở đây thì người dân lao động người ta thuê cho nó rẻ, rẻ tiền. Còn những con đường quằn quèo trong thôn xóm. Xa xa thì chúng ta thấy có một cái điểm buôn bán tạp hóa ở trong xóm. Và vườn chuối lây trong gió. Tân Kiên, Bình Chánh giáp với lại ngay chỗ Bùn Binh An Lạc, đâu có xa đâu, từ chợ lớn ra đây đâu có xa anh chị, gần xịt luôn á. Hàng dừa, những cái ao hồ, những bãi đất trống. Những cái mồ mả của gia tộc ngày xưa là ông bà đất đai rộng anh chị ha, đưa ông bà cứ đưa ra đồng thôi, ra phía sau vườn thôi. Tân Kiên, Bình Chánh, như là cái này là ấp 2 Tân Kiên, Bình Chánh, mình đi vô ấp á. À, đây có một cái nơi tập trung buôn bán nho nhỏ.
góc ngã ba. Trong thôn xóm thì người ta buôn bán nhỏ thôi. Ấp 3, đây là mình vô ấp 3. Ấp 3 thì đi đâu nữa trời. Trời, cái xóm trọ nó dài ngoan luôn. Ngăn bề ngang 3 mét, bề sâu khoảng 4-5 mét thôi. Mái tôn trời nóng bức. Thì có một số anh chị thì với ngành nghề thì không thích hợp để đi lang thang như thế này, thì dựa vào video clip này anh chị nghe nói Tân Kiên, thì hôm nay là chúng ta sẽ đi Tân Kiên để chúng ta biết thêm. Và trong những cái mảnh đất trống như thế này thì nó xuất hiện những cái khu dân cư người ta san lấp mặt bằng, người ta phân nền bán cho người nhập cư về đây sinh sống. Thường hẻm này hẻm xe hơi mà, xe hơi đi vào thoải mái. Có cái nhà vườn đã quá, tiếng gà gáy. Rồi trước có đường lớn rồi anh chị, không biết đường lớn này chúng ta dẫn chúng ta đi đâu đây, đường gì đấy. Bầu gốc, mình kết thúc bầu gốc và mình quẹo trái hay gì ha, để coi con đường này con nó tên gì. Để coi con đường này xa thì chúng ta thấy đường này là đường a màu gì cúc đó. Trước mặt anh chị đó là xa lộ Đại Hàng. Mình đi ra xa lộ Đại Hàng nha anh chị. Khu vực này còn nhiều cái để khám phá lắm. Sunny sẽ chia sẻ sau, nhưng một phần nào Dương Đình Cúc, con đường Dương Đình Cúc. Ngày xưa con đường này mà đi sâu vào bên trong là con đường rất là nhỏ, con đường đất. Mà vào năm 99-2000 Sunny có khám phá. Bây giờ thì nó thay đổi ra. Ở đây thì có nguyên cái dạng như tạp hóa buôn bán, cần đi vô sâu toàn là con đường bê tông nhỏ thôi. Rồi đây là xa lộ Đại Hàng, quốc lộ 1A, và chúng ta quẹo phải thì chúng ta về với cầu Bình Điền. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Một phần nào đó Sunny chia sẻ một cái ấp, cái xã Tân Kiên, Bình Chánh, để anh chị thấy cuộc sống ở một cái vùng ven nó như thế nào, với những con đường, xóm hẻm, một khu dân cư mới, và một phần nào đó anh chị hình dung được vùng ven Sài Gòn ngày hôm nay. Xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Rồi bye bye, và không quên kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại.